Mỹ Tâm đoạt giải nghệ sĩ truyền cảm hứng. Tại lễ trao giải ngôi sao của năm 2023, ca sĩ Mỹ Tâm được vinh danh nghệ sĩ truyền cảm hứng vì có những dự án điện ảnh và âm nhạc chất lượng, tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Do Mỹ Tâm bận công việc đột xuất không thể tham dự lễ trao giải, nhà thiết kế Công Trí, người anh thân thiết với cô, đại diện nhận giải thưởng do ca sĩ Thu Phương trao. 2023 là một năm Mỹ Tâm hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với nhiều dự án nghệ thuật và cộng đồng. Ở lĩnh vực điện ảnh, phim tài liệu Người giữ thời gian của nữ ca sĩ với những hình ảnh chân thực tái hiện quá trình Mỹ Tâm thực hiện live show tri âm năm 2022, một đêm diễn cá nhân gặt hái thành công lớn, lập kỷ lục với hơn 30.000 khán giả tham dự, được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Những giọt nước mắt, những lần chấn thương hay sự lo lắng trước quyết định phải hủy show trong đại dịch Covid-19, cùng các thước phim ghi lại khoảnh khắc đời thường sống động chưa từng được công bố của Mỹ Tâm khiến công chúng bất ngờ, thích thú. Sau giai đoạn ra rạp, Người giữ thời gian còn được phát hành trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix, phục vụ khán giả toàn cầu. Bộ phim đạt doanh thu 12 tỷ đồng cùng nhiều thành tích như top 1 phim tài liệu âm nhạc có doanh thu cao nhất, top 1 phim Việt phổ biến nhất trên IM, top 3 phim điện ảnh được yêu thích nhất trên Netflix Việt Nam sau ngày đầu ra mắt. Mỹ Tâm chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ việc dành toàn bộ lợi nhuận thu được từ phim Người giữ thời gian để làm thiện nguyện, trao học bổng cho các trẻ em hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và hỗ trợ những hộ gia đình nghèo. Trong lĩnh vực âm nhạc, năm 2023, Mỹ Tâm phát hành MV Vì Em Là Tất Cả tạo hiệu ứng vang dội trên các nền tảng mạng xã hội và lập nhiều thành tích ở các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Sản phẩm vào top iTunes chỉ sau 1 giờ ra mắt, vào top 4 ca khúc thịnh hành trên YouTube. Đạt hơn 31 triệu lượt xem trên TikTok, cùng với đó là hàng nghìn video sử dụng audio của ca khúc Vì Em Là Tất Cả. Ngoài ra, Mỹ Tâm còn tổ chức thành công đêm nhạc Ly Sao 1981 mùa thứ 2 tại Hạ Long. Đêm nhạc cháy vé chỉ sau 1 giờ mở bán và thu hút 5.000 khán giả tham dự. Với vai trò giám khảo Việt Nam Idol 2023, Mỹ Tâm nhận nhiều lời khen nhờ những nhận xét chân thành, bổ ích, giàu tính chuyên môn dành cho thí sinh. Gu thời trang cùng nhan sắc của nữ ca sĩ khi ngồi ghế nóng cũng là chủ đề bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội, góp phần khiến cuộc thi âm nhạc thêm hot từ những tập đầu. Với tất cả thành công đã đạt được trong năm 2023, Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên có hình ảnh xuất hiện trên quảng trường thời đại ở Mỹ 2 lần, năm 2022 và 2023, trong chiến dịch tôn vinh âm nhạc của các nghệ sĩ nữ trên toàn thế giới. Hiện hai MV Đừng Hỏi Em và Đúng Cũng Thành Sai của Mỹ Tâm đã cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này nâng tổng lượt view của nữ ca sĩ lên 1,6 tỷ, qua đó giúp Mỹ Tâm trở thành nữ nghệ sĩ Việt có sản phẩm đạt tổng lượt xem cao nhất trên YouTube tính đến hiện tại. Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê gốc Đà Nẵng, nổi tiếng với các ca khúc Cây Đàn Sinh Viên, Tóc Nâu Môi Trầm, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nhé Anh. Cô được xem là nữ ca sĩ có sức hút bền bỉ nhất nhì showbiz Việt sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ngôi sao của năm lần đầu được tổ chức vào 2012. Năm nay, chương trình chọn chủ đề Unleashing nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật bùng nổ, truyền cảm hứng, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả yêu mến. Giải thưởng gồm các hạng mục nghệ sĩ truyền cảm hứng, nhà sản xuất truyền cảm hứng, dự án nghệ thuật truyền cảm hứng, hiện tượng của năm, Hot Kid, Hot Mom, mỹ nhân của năm, cặp đôi của năm. Lễ trao giải ngôi sao của năm 2023 do đạo diễn Trần Thành Trung dàn dựng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.